chào các bạn. Trong cái không khí tưng bừng về Jokundo hiện nay và phần nâng cấp nó lên Jokundo chính là Jojo truyền thống, thì đây cũng không phải là cái mẫu mà các bạn có thể thấy được cái độ hot của nó như là thần rồng linh thú, thần hổ linh thú hay là những cái dòng sông đấu. Đây là một cái mẫu mà nó có chất lượng và nó khẳng định được từ những năm trước kìa. Và hôm nay anh Phi cũng may mắn có một người bạn cũng mới vừa về tới và xách tay về 10 con cho anh Phi. Anh Phi cũng mới vừa đi đón bạn ấy và đem về đây được 10 con. Màu nó đen tuyền và cái chất liệu của nó sẽ làm bằng nhựa nha các bạn nhé. Nó không phải làm bằng bằng kim loại đâu. Nó thuộc dòng 1A. Nó thuộc dòng 1A ha. Và bây giờ anh Phi sẽ chuẩn bị dây và anh Phi sẽ chuẩn bị tháo ra review cái con này. Cái mã hàng của nó sẽ được anh Phi đánh dấu là 201108 ha. Nó có cái mã nó là như vậy. Thì con Jokundo này là hàng của Quixia. Những ai đã từng chơi Jokundo rồi thì Quixia nó cũng không phải là một cái nhãn hàng xa lạ gì. Nhưng mà Quixia này nó hướng vô một cái dòng hàng tương đối bình dân. Những con của hàng Quixia thông thường có những cái giá tầm khoảng 500-600 đổ lại thôi các bạn ha. Và những cái dòng hàng của Quixia giá 500-600 hiện nay là thông thường thì sẽ hiếm lắm. Đa phần hiện nay Quixia cũng còn lại những cái dòng hàng tương đối giá rẻ thôi. 50-100-200 ngàn là cùng. Và cầm trên tay anh Huy là dòng Quixia 201108. À, giá bán hiện nay mà anh Phi công bố trên Sendo, anh Phi cũng có 10 con và anh Phi sẽ bán trên Sendo. Anh Phi sẽ không bán ở chỗ các cái trang diễn đàn khác ha các bạn ha. Và mọi thông tin các bạn có thể truy cập vào đồ chơi abo.com. Các bạn xem phần thông tin nó và để mua hàng, giao hàng tận nơi thì một các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới hai số hotline cửa hàng Abo 0908193754 hoặc là 0907902742 để anh Phi sắp xếp giao hàng và thu tiền tận nơi cho các em. Hoặc các em có thể lên đồ chơi abo.com và nhìn phía phần bên tay phải, nó sẽ có cái đồ chơi Abo trên Sendo. Các bạn click vào cái, các bạn chấm vào ha, chọn vào cái đường link nằm ở chỗ đó thì các bạn sẽ về được trang Sendo và các bạn có thể đặt được hàng của Abo trên Sendo một cách nhanh nhất có thể. Và khi đặt hàng trên đó, anh Huy có một cái tư vấn nhỏ cho các bạn là các bạn nên xem qua cái thời gian dự kiến giao hàng mà cái hãng vận chuyển mà các bạn đã chọn, ngày giao, giờ giao và tổng số tiền nó như thế nào để báo với ba mẹ chuẩn bị ha. Trên cái phần con Quixia này nó sẽ có hai cái sợi dây đi kèm cho chúng ta. Nó không phải là một dây như là những cái dòng Jojo khác mà đây có hai dây và hai cái miếng ron. Hai cái miếng ron này dùng để làm cái gì anh Huy sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn nha. Anh Huy sẽ lấy cái con Quixia 201108 này ra. Hai cái miếng ron này dùng để thay thế, tại vì Jojo á 1A hoặc 2A chơi một cái quá trình sau này á thì nó sẽ bị mòn hai cái miếng ron này đi. Các bạn thấy nè, đây nó có hai cái miếng ron cao su, đây cũng có hai miếng ron cao su. Các bạn nên giữ kỹ hai miếng ron này, tại vì chơi một thời gian hai cái miếng ron này nó mòn đi và cái khả năng hút dây nó rất là sorry các bạn, anh bị ho. Nó sẽ hút dây rất là yếu ha các bạn ha. Cho nên là nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ hai cái miếng ron này thật là kỹ. Rồi, ở đây sẽ là những cái phụ tùng mà chúng ta có thể thấy được ha. Đó, đây phụ tùng là cái nắp bên ngoài, nó sẽ được gắn vào đây, một con ốc lục giác. Và đây là cái ti ha các bạn ha. Sau khi gắn vào con ốc lục giác thì nó sẽ là như vậy ha. Đây là một cái dòng hè, dòng Jojo với cái giá bình dân nhưng mà cái chất lượng nằm ở mức tương đối chuyên nghiệp đó các bạn ha. Rồi, đây là những cái bạc đạn và những cái lông đền bạc đạn nằm đây ha các bạn ha. Anh Vi sẽ để xuống dưới này và anh Vi sẽ ráp lại cái con Jojo cho các bạn xem. Cái bạc đạn này và lông đền bạc đạn này ha, cái bạc đạn này á là cái bạc đạn 8 bi ha các bạn ha. Rồi, cái bạc đạn này hiện nay cũng khá là quý và hiếm bởi vì cái bạc đạn này thuộc dòng hàng bình dân và cũng ít ai bán cái bạc đạn này lắm. Người ta có bán thì người ta bán cái bạc đạn loại cao cấp tầm giá khoảng 200 mấy một cái á các bạn. Thì cái giá của cái bạc đạn này, của một cái bạc đạn này thôi, nó cũng đã cao hơn cả cái con Jojo các bạn đang cầm trên tay rồi.
Cho nên đó là các bạn khuyến cáo là các bạn nếu có gỡ ra thì phải cẩn thận ha. Còn cái lông đền này thì nó có hơi khác với lông đền của thần hổ song đấu chút xíu, là nó có một bên dài và một bên ngắn, chứ không phải là một bên có cái ron này và một bên trơn giống như thần hổ song đấu ha, hoặc là thần rồng song đấu ha các bạn ha. Rồi, cái bên ngắn và bên dài các bạn thấy không? Đó, cái ron ngắn và ron dài. Vậy thì các bạn sẽ phải để cái ron dài vào phía bên trong cái bạc đạn. Chờ anh Phi focus lại cái đã ha. Anh Phi focus lại cái đã, nó hơi mờ chút xíu. Rồi đây, anh Phi sẽ bỏ cái bạc đạn nè, thấy không? Cái ron dài bỏ vô nè, đó. Nó khớp vô như vậy. Đó, nó hai miếng nha. Các bạn làm mất một miếng thì cũng khó mà con vô này có thể chà được, các bạn thấy không? Đây. Và nhiệm vụ của các bạn là các bạn xỏ cái ti này đi từ đây qua bên này vô cái con ốc lục giác luôn ha. Con ốc lục giác ở chỗ này. Rồi, đây, đẩy, dùng tay đẩy qua đây. Rồi bỏ cái này vào ha. Rồi đây, xong. Rồi được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là để cái nắp này vào. Và đây ha. Chúng ta sẽ dặn vào ha các bạn ha. Rất là khó để dặn nó đó, biết tại sao không? Tại vì ở phía ngoài này nó còn một cái bạc đạn nữa. À, đây anh Phi sẽ chỉ cho các bạn xem. Này nè, anh Phi giữ cái này lại ha. Anh Phi dùng tay anh Phi giữ lại để các bạn thấy. Và phía ngoài này nó xây được nữa nè ha. Nó xây được nữa cho nên rất là khó để các bạn dặn vô. Cho nên anh Phi khuyến cáo rằng là các bạn nên cẩn thận khi tháo con vô này ra. Các bạn nói làm gì phải tháo, nói phải tháo chứ. Tại vì đơn giản một điều có thể khả năng nó sẽ vướng dây và các bạn sẽ phải tháo. Và khi các bạn để vô rồi, các bạn dùng tay, các bạn bấu vô trong sâu hơn chút xíu, các bạn giữ. Để các bạn xây từ từ ha. Xây từ từ nó sẽ vào. Đó, đây. À, đây bên này nó chưa vào cái con lục giác này, các bạn thấy không? Này. Đó. Chúng ta sẽ phải thả nó ra một chút xíu nữa ha. Để chúng ta cho nó vào cái đây rồi. Sau khi vào xong thì chúng ta sẽ giữ để chúng ta xoay ha. À, chúng ta xoay vào từ từ. Con này thì khi tháo bạc đạn ra thì nó khi lắp lại thì nó hơi phức tạp chút xíu, nhưng mà khi chơi thì cực kỳ ngon ha các bạn ha. Đây là hai cái nắp nha. Hai cái nắp bỏ vô, hai cái nắp này không có quan trọng lắm đâu các bạn. Nó thường là nó sẽ cầm như vậy để nó chơi nè. Ha. Nhưng mà khi các bạn nào ở trình độ cơ bản thì khi chơi như vậy nó sẽ rất là khó. Cho nên anh Huy khuyến cáo là gỡ hai nắp này bỏ luôn cũng được ha. Gỡ hai nắp này bỏ luôn cũng được để chúng ta dễ cầm ở đây ha. Rồi. Rồi đây anh Huy sẽ gắn lại ban đầu. Và hai cái nắp này nó gắn chơi cho vui thôi các bạn, chứ cũng không có tác dụng gì nhiều đâu ha. Rồi, nhiệm vụ của anh Huy bây giờ là sẽ gắn dây vô ha. À, để coi cái khả năng đứng gió của con này như thế nào. Và tất nhiên rằng đó là khả năng đứng gió của từng con thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái mức giá của từng con ha. Ta nói tiền nào thì của đó nhé các bạn. Khả năng đứng gió của nó ở mức chấp nhận được, chứ không có nghĩa rằng là cái con này với giá này mà cái khả năng đứng gió là tuyệt đỉnh cung phu thì không có cái đó đâu ha các bạn ha. Rồi, anh Huy sẽ dời máy chút xíu ha, vẫn là một cái nút thắt. Đây, kéo ra để vòng tròn vô và dùng tay móc quả ha. Rồi, các bạn quấn dây vô và để tư thế vô như thế này. Anh Huy dời chút xíu nha. Rồi, anh Huy sẽ thả vô. À, các bạn thấy không, cái khả năng đứng gió của Yoyo là tương đối tốt ha. Và anh Phi sẽ hút dây lên. À đây, các bạn hít dây nó không lên đâu nè. Cái này thuộc dòng 1A chính thống cho nên là khi hút dây nó không lên đâu ha. Các bạn hít dây lên và kéo ha. À, do cái không gian nó hơi hẹp cho nên là anh Phi khó thao tác. Rồi đây, này ha các bạn ha. Rồi các bạn từ ngoài các bạn đập tay vô kéo dòng này lên ha. Rồi xong cuốn xuống dưới là hút có thể lên được đây ha. Hút dây, kỹ thuật hút dây vậy, hoặc là hất vô lên và hút dây ha. Nè đá nè, hất vô lên nè hút dây ha. Đó. Cái khả năng vô 1A là chơi như vậy. Và 1A này là một cái loại vô truyền thống, và hiện nay khi các vô quân đô nâng cấp lên với một cái cấp độ cao hơn thì có thể là trở thành 2A giống như cái con thần hổ này của chúng ta ha. Thần hổ của Platinum 5 cũng là một hình thức nâng cấp của Jogondo, và sau đó là nó sẽ nâng cấp lên các cái dòng giống như 1A. Và đây cũng là một cái giải pháp dành cho những bạn thích chơi 1A với chi phí rẻ. Thì hiện nay cái giá của sản phẩm này đã được anh Phi công bố trên Sendo, và các bạn
hãy lên Sendo để tìm nó, hoặc các bạn vào đồ chơi ABO. Phần phía bên tay phải của màn hình chính nó có, sẽ có phần Abo trên Sendo. Các bạn click vào cái đường link đó để trở về với trang Sendo và các bạn sẽ dễ dàng tìm được cái thông tin của con Yoyo Quisia 201108 này ha các bạn, với những cái phụ kiện đi kèm như thế này. Và các bạn cũng với một tin vui luôn, với 10 con Quisia 201108 này, anh Phi sẽ có một cái phần quà nho nhỏ cho các bạn. Ai đặt hàng trước thì có, ai đặt hàng sau thì không có nhé. Thì với mỗi con Yoyo, anh Phi sẽ gửi tặng kèm một cái bao tai Yoyo như thế này ha các bạn ha, hoặc là màu trắng hoặc là màu đen, và anh Phi sẽ chọn cho các bạn nhé các bạn. Cái này là phần quà ngẫu nhiên và anh Phi không muốn các bạn lăng tăng về cái chuyện là em thích màu trắng hay em thích màu đen. Anh Phi sẽ chủ động gửi trong cái hộp hàng cho các bạn nếu các bạn có đặt hàng. Và đây sẽ là như vậy, một bộ nó sẽ là như vậy, hoặc một bộ của nó sẽ là như vậy. Đó. Còn sau khi đóng gói xong thì một bộ của nó sẽ là như vậy nha các bạn ha, hoặc là một bộ sẽ là như vậy nha các bạn ha. Nó sẽ được đóng trong một cái hộp giấy để gửi an toàn cho các bạn và về ngoài đó mặc sức mà chơi. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, về phần giá thì các bạn xem trên đồ chơi abo.com giúp anh nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và đã theo dõi các clip này của anh Phi. Hẹn gặp lại clip sau nhé.